Mới đây, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị giảm thời gian thu phí hoàn vốn của 7 trên 8 dự án là 16,2 năm so với phương án tài chính ban đầu và giảm giá trị đầu tư là 1.059 tỷ đồng. Báo cáo nêu rõ, hầu hết các dự án thực hiện chỉ định nhà đầu tư, chỉ định nhà thầu thi công, xác định sai tăng tổng mức đầu tư như dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Việt Trì - Ba Vì nối quốc lộ 32 với quốc lộ 32C theo hình thức hợp đồng BOT với mức đầu tư là 20,17 tỷ đồng. Dự án nâng cấp mở rộng DT830 và DT824 từ cầu An Thạnh đến thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An theo hình thức hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư là 10,6 tỷ đồng. Sai phạm còn thể hiện ở khâu phê duyệt dự án có sử dụng vốn hỗ trợ từ nguồn trái phiếu chính phủ, không đúng nội dung được sử dụng theo nghị quyết của Quốc hội. Kết quả kiểm toán các dự án BOT trong năm 2018 đã giảm trừ chi phí đầu tư thực hiện là 836,4 tỷ đồng. Gồm sai khối lượng là 115,4 tỷ đồng, sai đơn giá là 228,2 tỷ đồng, sai khác là 429,8 tỷ đồng.